Hôm nay mình sẽ vẽ bài thực hành cái nhà thờ này nhé. Lưu ảnh về. Ok. Xếp về này. Xếp về. Chọn xem tỷ lệ của nó là bao nhiêu. 650 nhân cho 433. Rồi về mặt phân. Vẽ một tấm plan. Để về xây đẹp này, chọn màu xanh, ok, 600 bao nhiêu, 650 à, 650 là chiều ngang chứ nhỉ, 650 nhân cho 433, 650, 433, ok, kéo hình vào nhé. Bạn nào nhân phẩm tốt thì đấy, như mình nhân phẩm tốt thì vào luôn. Còn bạn nào nhân phẩm không được tốt lắm thì dùng theo cách này. Đấy, copy xong một hình này. Đợi một tí. Rồi, bạn nào nhân phẩm không tốt nhá thì bật bảng M lên. Bấm vào chữ M trên bàn phím. Kéo cái này vào. Vào đây. Chọn cái này, kéo ra. Kéo ra ngoài như này nhé, thả tay ra này thì nó sẽ hiện cho các bạn bảng material, thì kéo xuống dưới cái phần đợi chút nào, standard đấy, kéo vào standard rồi kéo xuống diffuse đấy, chọn vào cái diffuse color này, chọn vào rồi xong các bạn sẽ kéo cái này, kéo này vào đây, rồi nó chưa hiện lên đúng không, nhân phẩm vẫn chưa tốt lắm thì nó vẫn chưa hiện lên đấy. Khi mà ấn vào cái này, ấn vào cái show shaded material in viewport này này thì nó sẽ hiện cái hình của các bạn lên nhé. Đấy. Xong chữa nhân phẩm rồi thì xóa đi. Thì cái bài này thì mình sẽ dùng bằng lệnh gì, lệnh line đúng không, để tạo ra được những cái đường như này thì mình phải áp dụng cái lệnh line vào. Thì đầu tiên mình sẽ khởi tạo một lệnh line này, bắt đầu từ đây vào đây, xong điểm cuối là sẽ vào đây, thì bỏ tích hai cái này đi đúng không, bỏ tích hai cái này đi thì sẽ được. Bây giờ sẽ là ấn Ctrl 2 để tùy chỉnh và sửa chữa cái này, để bể cong những cái này đấy, chọn cái này, chọn hết về bezier đấy, chọn hết về bezier để mình tùy chỉnh đúng không, chọn vào trục giữa này đấy, chọn vào cả ba trục này đấy, xong mình sẽ kéo này vào đây. Cái này vào đây. Cái này vào đây. Bởi do mình để quên mất cái auto welding này nên là đây này nó cứ hiện về này. Các bạn phải tắt cái này đi nếu như bạn nào bị. Đấy. Nó sẽ tự động hàn mà. Kiểu như là mình sẽ đưa đến gần cái điểm đầu thì nó sẽ tự động hàn luôn. Đây, tắt nó đi này. Bây giờ mình sẽ để mình sẽ căn chỉnh cái này. Tiếp theo là cái này. Đây, chỉnh lại này. Đây, cho lên cao một chút, nó sẽ ở điểm này luôn. Cho vào giữa đây. Để rộng cái này ra này. Tiếp tục là cái này. Cũng kéo. Đây, kéo nó cong lên. Cái này cần cong hơn nữa. Rồi. Khi mình đã được cái độ cong này rồi thì mình đây mình sẽ kéo dịch cái này xuống nhá. Mình xem cái độ dài của nó sẽ đến đâu. Rồi nó sẽ đây đi. Bây giờ mình tiếp tục copy cái này đúng không? Copy cái này để sang bên này. Đây, độ dài của nhà sẽ này để copy nhá. Tiếp tới là mình sẽ cần làm một cái đường nó ở đây, nó đây là nó là cái đường này này, đây này. Thì đây cái đường đấy nó sẽ nằm ở đây đúng không, vào đây và vào đâu nữa, vào đây đúng không, đây. Rồi bây giờ mình sẽ lại chỉnh thôi, cũng như kia để hết BG ơi, chọn cái này kéo nó xuống này, tiếp tới cái này để ngang sang, đấy, xong để rộng nó bằng nhau như cái kia.
đây này, là đi theo lên này, tiếp tới là cái này để cong. Rồi khi mình đã được cái này rồi, mình sẽ cho nó vào giữa đây, kéo nó cho nó vào giữa, nhìn bằng mắt thường nhé. Đây, cho nó vào giữa. Khi mà đã được cái vào giữa rồi như thế này rồi thì bây giờ đang thiếu hai cái hai bên này. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái lệnh line, bắt điểm lên, đây nó sẽ hiện này, cho vào đây. Rồi, còn bây giờ mình lại chỉnh cái này thôi, cũng như hai cái kia, để về bezier. Bây giờ đến cái ở giữa này, để chọn cái ở giữa trước. Đó, chọn như thế này. Chọn cho nó cong lên. Bây giờ cái này nhá, thôi cái này tí sửa sau, tí fix sau, giờ cứ fix cái này trước đã. Line này. Rồi, đây. Bây giờ lại chỉnh tiếp cái này để cho nó cong. Đây, sang mặt này. Chọn. Đây, tại sao nó lại bị cứng như thế này? Vừa nãy nó bị cứng đấy, ví dụ như này, đây là nó sẽ bị cứng này. Thì do các bạn chọn sáng chụp X, nghĩa là nó chỉ kéo hoặc là chỉnh sửa theo cái chụp X thôi. Thì các bạn phải chọn cả ba chụp nhé. Đây là chọn vào giữa này. Thì mình mới chỉnh freestyle được. Đây, bỏ tắt điểm đi. Để về như này. Bây giờ chỉnh tiếp cái này. Để video này. Kéo này lên cao bằng cái này luôn. Cả cái này. Kéo lên. Để xem quay màn hình chưa. Rồi. Kéo như này đúng không? Rồi tiếp tới là cái ở giữa. Bây giờ mình làm thêm một cái đoạn ở giữa nữa nhé. À thôi, mình cứ sửa này trước đi. Bây giờ mình cần attach cái này vào này. Attach cái điểm này vào với cái điểm này. Attach vào. Attach vào. Đây đúng không? Mục đích để làm gì? Thì mục đích là mình sẽ để chỉnh sửa cái phần dưới này. Để sao cho nó vào. Và khớp. Đấy, bỏ lệnh attach đi này. Bây giờ cái này, bây giờ mình sẽ để về corner. Để cho nó thẳng cái đoạn dưới đúng không? Thì nó thẳng vào cái đoạn dưới này, mình làm cong cái đoạn bên trên là xong. Đấy, bây giờ mình chỉnh lại cong cái này. Cầm chỉnh tiếp cái bên trong. Cong sát nữa vào. Rồi, khi mà mình đã được cái này rồi thì mình sẽ lại để bezier lại. Đấy. Mình sẽ sang mặt này, kéo cái này xuống. Đây, nó đang theo trục nào rồi này. Kéo cái này xuống này. Đấy, để nó rộng ra một chút. Đây. Khi mà đã xong hết rồi thì chúng ta sẽ còn một cái đường ở giữa này nữa. Thì cái này mình sẽ dùng cái lệnh đấy là create line, đúng không? Chọn một cái đường ở đây. Kéo nó vào đây. Kéo cái này xuống dưới. Rồi. Xong cái này rồi. Thì đây, một đường ở đây nữa này. Thôi mình cứ làm cong cái này trước đấy. Cái này nhá, cái này các bạn chỉ nên chọn một lần thôi, chứ không nên quẹt chọn. Đây này, chọn cái này một lần thôi, thì nó sẽ hiện. Xong bây giờ mình để video, thì nó sẽ hiện đây này. Đấy. Sẽ hiện cái để mình cho mình tùy chỉnh. Đây, mình chọn tiếp vào đây. Để tiếp video này. Cái này là cái cong xuống, đúng không? Tiếp tục cái này. Mình cũng để bezier cong xuống. Cái này kéo ngang sang một chút. Đây, kéo dịch vào. Bỏ bắt điểm đi nhá, thì nó sẽ không bị giật. Cái này bị lỗi à? Lỗi là do vừa nãy mình vẽ trên một đường thẳng, mình chưa xem lại đấy. Đây. Tùy chỉnh lại đi. Kéo này lên này. Xem nó có bị lệch đi không. Nó vẫn lệch thì mình lên bên trên mình kéo. Đây, chỉnh lại như thế này. Nó sẽ không bị lệch nữa. Rồi, bây giờ cái dưới. Mình sẽ vừa làm vừa chỉnh thôi. Cái dưới kéo xuống này. Lên trên. Đây, nó như này thì cũng được rồi, không sao. Vừa nãy thì nó bị lệch quá thì mới phải sửa lại thôi. Cái này,
để video đi, kéo này xuống. Đấy, mình đã được cái này rồi. Thì tiếp tới mình sẽ làm cái bên cạnh cho nó. Thì mình cũng lại create line tiếp. Đây, create line này. Ở đây. Bật bắt điểm lên nhá, thì nó sẽ hiện ra những cái điểm cho các bạn bắt. Cho nó vào đây. Cho nó tiếp tục vào đây. Cái này hơi cao rồi. Đấy, create line lại. Vào đây, xuống dưới. Rồi lên trên. Ẩn cái hình này đi cũng được nhé. Ẩn đi, nhìn cho đỡ rối. Tiếp tục như kia thôi. Một, chọn tiếp. Để busier. Để busier rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sang các bên. Dưới này đi. Để vào busier này. Sang mặt phân. Để chỉnh cho nó cong. Chỉnh cho nó cong này. Đấy, mình chỉnh cái này này. Đây, bây giờ mình sẽ chỉnh lại. Đấy, giờ mình sẽ chỉnh lại nó như thế này. Vừa nãy nhớ làm cái này không? Bây giờ, vừa nãy nhớ làm cái đấy thì mình chưa chỉnh lại cái phần ngang này nhé. Thì nó sẽ bị như thế này. Các bạn sẽ kéo nó vào như thế này. Đấy, đúng không? Kéo nó vào như này là sẽ được. Đấy, còn hai cái bên trên này chỉnh như vừa nãy thôi. Đấy. Bỏ bắt điểm đi này. Chỉnh lại. Cái bên dưới đâu nhỉ? Đây, cái bên dưới đây, đây. Đúng không? Dưới này mình cũng để làm cong. Cong một chút. Đây này, nó sẽ là cái phần này này. Đấy, cho sát vào đây đi. Cái này, mình cũng làm cong một chút nữa. Để busier. Kéo lên. Lên như này. Cái này, cũng để busier. Create line này, mình sẽ create một đoạn vào đây. Đoạn này, create nó vào đây đi. Well vertex này, nó bảo hàn cái điểm đấy lại không. Đấy, mình sẽ refine thêm một đường nữa ở đây. Đây này. Rồi hai cái này có hàn vào với nhau đúng không? Hoặc là create line, nó vào đây. Well, phù nó vào. Fit line tiếp đoạn này. Đây, vào đây. Vào dưới đây, lên trên. Tiếp như bên kia thôi. Busier. Bỏ bắt điểm đi. Cho vào giữa. Đây, cho vào đây. Cái này. Busier. Chọn. Như thế này. Cho nó bằng cái bên trên kia. Xem cái này nó đi vào trục nào. Đây, nó đi vào trục này đúng không? Cái này tiếp tục lại để busier này. Kéo lên trên. Còn cái này đang đây, đang thấy nó cong. Đây mình chỉnh này, kéo lại như thế này. Và bây giờ tiếp tục, đấy là mình sẽ attach tất cả những cái đường này vào với nhau. Đây, mình sẽ dùng attach multi đi. Chọn attach xong. Bây giờ mình xem những cái đường này xem nó có hở không nhé. Thì mình full nó vào. Rồi cứ phù nó vào cũng được. Đây, các bạn lựa chọn những cái đường này.
full vertex này. Cái này cũng full vertex vào. Rồi, khi mà mình đã vẽ xong cái này rồi nhá, thì mình sẽ dùng tiếp tới, nó sẽ là một cái lệnh. Thì nó sẽ tạo ra bề mặt cho cái này. Không phải Ctrl 1 nhé, nó sẽ là lệnh Surface. Các bạn đánh chữ đây, sổ cái bảng này xuống, tìm chữ S. Đây, cứ tìm chữ S đi. Đây, tìm chữ S đấy. Đây, tìm, đây, nó hiện ra chữ Surface này. Mình mở to lên nhé. Xóa này đi, cái này chọn sai này. S này. Đây. Nói chung là chắc là không zoom vào được, nhưng mà đây, đây S này, Surface này. Chọn tích vào thì nó sẽ ra được một cái bề mặt như thế này. Các bạn sẽ tích nó lên tầm 3 thôi. Đây, để level lên tầm 3. Xong các bạn thao tác thêm một cái lệnh nữa. Đấy là lệnh Open Subdiv. Bấm chữ O nhé. Cái lệnh này thì là nó nằm ở trên cái lệnh nâng cao, nhưng mà khi mà mình vẽ cái bài này thì mình sẽ rất cần dùng đến nó. Thì đây mình sẽ bấm chữ O, ấn Enter vào. Đây thì nó sẽ hiện ra này, nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn sẽ tăng cái số segment ở đây lên tầm 3 cái. Rồi, tăng lên 3 cái đúng không? Để được 3 cái rồi thì các bạn sẽ tiếp tới là sẽ save nó lên. Save. Dùng lệnh save để tạo bề mặt cho nó đúng không? Rồi, cho cái này giảm xuống này. Bây giờ mình sẽ dùng nó scale theo chiều xuống dưới đúng không? Đây, sẽ để tầm bao nhiêu ở vừa. Để về góc orthographic này, để xem này. Scale tầm... Đây mình nhìn lại nhé. Đây này, tính với cái chỗ này đi. Thì scale tầm 7 là vừa. 7. Ok, scale nó ở tầm 4. Là vừa đẹp rồi. Rồi. Mình sẽ add thêm một lệnh edit table poly nhé. Edit table poly. Trở về cái open subdiv này đã. Cái lệnh edit table poly này kéo xuống dưới cái lệnh save. Rồi. Thì nó sẽ tạo ra được một cái bề mặt như thế này. Các bạn sang lệnh thứ hai level 2 này. Kéo chọn hết tất cả. Đấy, từ từ. Edit table poly này, sang lệnh 2 này. Xóa lệnh save đi nè. Rồi, chọn hết tất cả Ctrl A nhé. Chọn hết tất cả thì các bạn ấn Ctrl A. Các bạn sẽ chuột phải này, create shape cho mình một đường này. Nó sẽ chọn smooth hoặc linear này. Các bạn chọn linear. Xong rồi kéo này ra. Đây này. Các bạn sẽ chọn cái đường bên trong của nó nhé. Đây, nó sẽ có hai đường này. Các bạn cứ chọn hết này. Xong bỏ chọn này, giữ Alt bỏ chọn một cái vùng trống này. Đấy, bỏ chọn đi. Và bây giờ nó đã chọn một cái đường đấy, đây, đây. Các bạn kéo ra đây. Nó sẽ đã chọn được cái đường này cho các bạn rồi. Rồi tiếp tới mình chọn một cái này. Xong bây giờ mình dùng lệnh save thôi. Save nó lên. Save thì nó vẫn như vừa nãy. Bây giờ mình tiếp tới là mình sẽ dùng tới một cái lệnh. Đấy là lệnh Symmetry. Symmetry này là nó sẽ, nó giống như cái lệnh Mirror ấy. Nhưng mà cái này nó sẽ liền luôn cho các bạn. Đây, từ từ. Để xem nó là về trục nào đấy nhá. Đây đang là trục X này. Các bạn dùng lệnh Symmetry này. C. Hoặc là mình có thể dùng cho cái lệnh Symmetry này vào trong cái bảng quát này luôn. Tại vì nó cũng rất là hay dùng. Đợi chút nhá, ấn chuột phải lên. Ấn chuột phải vào đây này.
Đây, nó sẽ hiện ra bảng quát. Tìm. Đây, hiện tất cả các lệnh. Cần những chữ ES. Đấy, Symmetry này. Mình sẽ kéo cái Symmetry Modifier này vào nhé. Rồi. Cho phải chọn Symmetry. Đấy. Bây giờ nó sẽ hỏi này. Đấy, nó sẽ hỏi mình sẽ phải kéo theo trục nào. Các bạn chỗ 1 cho nó sáng lên này. Các bạn có thể kéo. Đấy, có thể kéo nó này. Thì đây giờ kéo cái này xem nó ở đoạn nào. Đây, kéo nó ở đoạn này đúng không? Chút kéo nữa. Bạn thấy cái đoạn này nó chưa đủ cong lắm nhé. Thì bây giờ mình kéo lên. Không sao, chỉnh thôi. Chỉnh cái phần ngói này cho nó cong hơn chút nữa. Đây, cho nó chỉnh cong như thế này đi. Chỉnh cái nào đang cong này, đây, cái này. Ấn chọn vào cái này. Sang mặt phân. Đây là cái bên trong. Cái này đang để gì đây? Bezier rồi này. Bezier and corner xem như thế nào. Đây, nó đã hiện là cả hai cái này. Quét chọn nhé. Đấy, mình sẽ kéo nó cong lên một chút để xem về symmetry. Nó đã cong hơn chưa? Để về mặt phân này. Cái này kéo sang một chút nữa. Rồi. Rồi, được rồi. Rồi, thì nó đã được một cái đường liền như thế này rồi đúng không? Đã xem lại xem nó có hở không nhé. Đấy. Thì nó đã được một cái máy như thế này rồi. Ok, xong được như thế này rồi. Thì mình sẽ tùy chỉnh thêm một chút nữa. Thì đây này, nó có những cái chỗ dày, những cái chỗ mỏng đúng không? Bây giờ mình sẽ add thêm một cái lệnh editable poly lên bên trên đó. Tìm chữ E này, có chữ poly ở đây này. Symmetry ra nhá, thì nó sẽ được một cái khối như thế này. Thì các bạn sẽ từ chưa dùng cái Symmetry vội, thì các bạn sẽ xóa đi. Thì các bạn nhìn hình nhá, thì nó sẽ có chỗ mỏng này, chỗ dày đúng không? Bây giờ mình sẽ làm cái phần chỗ mỏng, chỗ dày đấy. Thì mình sẽ thêm một cái lệnh nữa, đấy là lệnh editable poly. Edit poly, đấy, tìm ở đây, chọn nó đúng không? Mình sẽ vào một này, chọn một cái đấy là pin, pin deform. Mình sẽ kéo, đấy, mình sẽ chỉnh những cái này. Chỗ này thì mỏng đúng không? Đấy, mình sẽ kéo nó mỏng. Kéo nó mỏng dần đi. Thỉnh thoảng check ra mặt sau xem là có bị kéo lộn lên không nhé. Đây, kéo nó mỏng đi như thế này. Kéo này. Kéo tiếp. Đây, cái này cần mỏng nữa cơ. Mình thấy ở trong hình mẫu nó khá là mỏng. Nó mỏng nữa như thế này. Kéo tiếp lên. Các bạn nhớ ngồi chỉnh chi tiết từng cái một nhé. Thì sản phẩm của mình nó mới đẹp được. Không tốn nhiều thời gian đâu mà. Mình vẫn đi học mà thì mình cứ chỉnh thôi. Sau này đi làm thì sẽ có những cái mẹo khác nữa. Thật ra là không có mẹo gì đẹp bằng chỉnh tay hết. Giờ nó được cái đường nó khá là mỏng như này rồi đây này. Nó mỏng dần xuống này. Đúng không? Đây. Ở đây nó mỏng hơn nữa nhưng mà thôi mình làm đến tầm này. Đây nó mỏng đến tầm này, nó kéo xuống này. Thì mình cũng tạo ra một cái đường nó gần như thế rồi. Đây, tạo ra đoạn đấy kéo xuống đúng không? Tiếp tới một đoạn nữa đấy là cái đoạn bên dưới này. Nó cũng cần dày đúng không? Dày dần xuống. Ok, mình sẽ về mặt phân này, kéo nó xuống. Đầu tiên là mình sẽ kéo này xuống đến tầm này đã. Để mình áng chừng cái vị trí của nó. Sẽ tầm này.
đúng không? Và mình sẽ kéo lại từng cái thôi. Đây. Tích tiến lên dần. Kéo cả hai cái rồi đây này. Đấy, cầm vào đây kéo. Nó vừa kéo cả cái này mất rồi. Cầm này kéo xuống. Các bạn để nó kéo xuống thấp này thôi cũng được, không cần kéo dày quá như hình cũng được. Nó chỉ cần tạo ra được cái độ dày là được, là đã vẽ giống lắm rồi đúng không? Kéo xuống này. Kéo vào đây. Tiếp tục cái này cũng kéo xuống. Kéo vào đây. Và các bạn cũng thể kéo kiểu giống. Kéo không? Kéo kiểu giống là đây. Sẽ kéo này này. Ship này. Và cái này thì sẽ không giống được như kiểu cái di chuyển kia. Rồi mình sẽ áng vào mắt nhé. Di chuyển ra vào sau xem có bị kéo nhầm nhé. Đây, cái này bị kéo nhầm này. Nó đoạn nào cái ảnh này mình để ẩn nó đi, ẩn cái ảnh này đi. Không sao, cái ảnh này kéo lên là được, à, cái đoạn này kéo lên là được nhé, kéo lên một đoạn một tí là được. Ví dụ như mình làm nó sẽ bị lỗi, nhưng các bạn làm chưa chắc đã bị lỗi đâu. Các bạn cứ làm cho chú ý thôi là được. Đây, cái này cần vẫn kéo hơn xuống một chút để cho nó có độ phình. Cái này chọn đúng cái này kéo xuống. Cái này tiếp không? Để nó ở một cái đoạn tương đối thôi. Đây, nhớ đoạn này. Đây. Vẫn cần phải chỉnh nữa nhé. Nói chung các bạn không cần biết mình vừa làm cái vừa nãy kiểu gì đâu. Cứ làm đi. Cứ để cái mặc định như cái thông số của mình này. Nó sẽ hiện ra full screen hoặc là gì đấy. Thì bạn cứ để như cái đầu tiên ấy là vừa rồi. Nhìn lại xem, bật lưới lên. Đây, nó cong nè. Đây. Cái này cũng được rồi đúng không? Đây, cái này cho thấp xuống thêm một chút nữa. Xong. Bây giờ mới đến lúc là mình dùng đến cái Simichi này. Simichi. Bật một lên để cho nó sáng lên này, sáng xanh lên. Mình kéo, kéo sang. Đấy là mình được cả hai luôn đúng không? Cái này làm sao cho nó liền lại? Thì mình sẽ lại về cái phần edit thì bộ poly này. Đấy, kéo này sang. Đây, lên mặt trước để kéo. Trước kéo nó sang nhé. Kéo sang như thế này. Để với Simichi này. Xem nó đã liền chưa. Bật một cho nó sáng lên này. Kéo nó sang. Kéo theo trục X nhé. Xem nó đã liền hết chưa.
check bên dưới, check bên trên. Rồi, khi mà nó đã liền hết rồi, đây này, ở giữa này chưa liền này, kéo thêm. Rồi, liền hết rồi đúng không? Đây nhá. Khi mà mình vẽ một cái khối bên trong thì mình sẽ phải thao tác một cái lệnh mới. Đấy là lệnh boolean. Cái lệnh này nó sẽ làm một cái lệnh đục khối nhé. Bây giờ mình cần làm đấy là mình phải vẽ một cái khối bốc này, kéo lên cao, căn chân một nó đi, rồi mình sẽ tùy chỉnh nó, kéo này xuống nó thấp hơn đây một chút này, cái này mình kéo cao vọt hẳn lên được. Sao làm thế nào để cho cả cái hình này nó nằm ở bên trong của cái nhà của mình nhá. Đấy, giờ mình sẽ ấn vào đây, chọn cái hình mặt trời, ấn vào sổ cái dòng này xuống, chọn compound object, tiếp tới là dùng lệnh proboolean. Đây nhá, các bạn sẽ chọn vào proboolean này, sẽ chọn vào giúp mình đấy là đây, chọn vào start picking này. Khi mà cái này nó sáng lên thì ok thôi, mình sẽ chọn tiếp đấy là chọn vào dòng union, xong chọn vào cái phần cái máng, chọn ra rồi, khi mà nó đã xong rồi nhé, bỏ chọn đi này, ok, sẽ cắt cái phần máy bên ngoài, rồi mình sẽ ấn Ctrl 1 xong mình sẽ xóa đi những cái phần bên trên, mình xóa đi những cái phần này và F3 lên. Mình đã được cái phần tường bên dưới đúng không? Mình tìm lại cái ảnh nhé. Đây, mình đã được cái phần tường bên dưới rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục đấy là sẽ tạo thêm lưới cho nó. Đây, tạo thêm lưới ở cái phần này đúng không? Nhìn thấy phần cửa này. Nó sẽ tạo ra một cái hình chữ thập ở giữa. Ấn ok đi ạ. Tạo ra một cái phần chữ thập ở giữa này. Các bạn sẽ cắt Ctrl C này, bật điểm lên, cắt xuống dưới. Không được nhỉ, thôi không được thì thôi. Đây mình sẽ tạo nên một cái lưới ở đây, đúng không? Tạo nên một cái lưới ở giữa. Không, bây giờ mình sẽ nối cạnh này, cạnh này này, vào đây. À, không được như thế thì nó sẽ tạo ra một cái đường ở bên kia. Thì cắt này, Ctrl C này, cắt vào đây. Vậy là nó vẫn tạo ra một cái đường này. Thôi rồi, không sao. Thì cái này mình sẽ, đây, bây giờ nhé, mình sẽ tạo ra cái phần kính đấy đúng không? Nhìn vào bên trong, đây, cái phần này tất cả đều là phần kính hết. Mình sẽ tạo ra 4 cái cột ngang này đã. 1, 2, 3, 4 này, 5. Và 4 cột thôi, đếm lên 5. Đây, grid shape linear. Đúng không? Tạo tiếp, bên trong nó sẽ là các cái cột. Các cái cột. Cái cột này nó nhỏ thôi. Cột nhỏ này, xong cái cột này rồi. Các bạn nhìn nhé, sẽ tùy cột. Cột cao, cột thấp này. Mình sẽ chỉnh nó đi. Đây, cột đây. Các bạn convert hết nó về. Editable Poly đúng không? Chọn vào cái này. Kéo nó lên. Kéo lên cao lên. Bật F3 lên này. F3 lên để xem cột nào nó ở đâu. Đây, ví dụ cột này mình cũng thể kéo cột này. Kéo này lên cao hơn. Nó không chỉnh từng cái một. Cái này mà lên trên một chút thì đây, kéo thấp xuống. Đó. Tiếp tục là cái bên này,
để xem có bị thời lên không. Đấy, kéo này, kéo thấp xuống. Rồi sau cái bên này xem nó cao chưa, cái này chỉnh lên trên, bên này kéo thấp xuống. Rồi cái này, cái này thì chỉ dính hai cái này thôi, cái này cao thêm một chút là xong. Đấy, xong cái phần cột này rồi, mình còn định làm cái phần bên trong đúng không, trong chữ thập đúng không, chọn hai cái này đó, grid shape đã đúng không, tạo ra một cái đường ở đây. Cái này thì cũng convert nó về cái bên trong nhé. Đấy, convert cái này về này, kéo ra, kéo bắt điểm nó vào cái này. Cái này nữa, bắt điểm nó vào xuống cái dưới. Cái này thì đây, cái này thì cách xử lý của nó, bật 4 lên, thì detach cái này ra. Detach đây, bảng detach. Đấy, kéo cái này sang, cho cái trục về giữa đúng không, affect center, kéo này sang này, kéo này sang đây, function 1 kéo lại cái này, kéo lại cái này vào trục. Rồi bây giờ kéo này lên, kéo lên nào, này kéo lên, cứ kéo vượt lên cũng được, xong bắt đầu mình giảm dần xuống. Các bạn không phải sợ nhé, cứ kéo lên, cứ kéo, cứ chỉnh hết lên, chỉnh lên cao rồi mình có thể chỉnh xuống thấp được. Đã khô đâu? Thì anh vẫn phơi trong nhà. Ừ, ok, thôi không sao. Thế không để mang ra phơi lại. Phơi vào cái điều hòa. Ủa, em đóng lên cửa anh ấy. Khi mà được cái hình chữ thập thì nhá, thì bây giờ mình sẽ làm cái phần bên ngoài. Cái phần tường bên ngoài thì bây giờ đâu? Đây, sẽ làm cái phần cái bể bơi bên ngoài đúng không? Kéo cái này ra, kéo tỷ lệ nào cũng được. Đây, nó ở phần đằng sau, kéo nó xuống này, convert nó về đi, kéo này sát vào này, xem phần độ dày nhé. Đây, kéo này lên cao này, ok, kéo này lên cao, nối hai đường shift z, nối hai đường đúng không, nối hai cái đường nó sẽ vào đây, 4 cái chốt lên. Đây, có một đường giữa đúng không? Cái chốt này. Chốt một đoạn. 50, để đây 50 đi. Bây giờ chọn hai cạnh bên này. Nối thêm hai đường nữa. Kéo P, nó tầm này. Chọn 4, cái chốt tiếp. Cái này thì hơi bé, nó thôi không sao. Kéo nó dài ra là được. Cái này chỉnh cho nó bé lại đúng không? Thêm scale. Đấy, tầm 2 này scale nó theo trục ngang thôi. Cái này nó sẽ tạo ra một cái rãnh xuống này. Và cả cái này nó sẽ tạo ra một cái rãnh đúng không? Bấm 4. Chọn hết tất cả những cái này. Insert nó vào một đoạn. Insert theo polygon à. Đây, hình như nó chọn ở nhầm xuống bên dưới này. Đấy, đúng không? Bỏ chọn bên dưới đi. Insert. Khi mà đã được cái insert này rồi, cái chốt nó xuống. Đấy, tạo ra một cái phần rãnh đi mà. Cái chốt nó xuống tầm này. Còn ok. Bây giờ sẽ là cái phần bể bơi này.
người bơi này các bạn sẽ tạo ra một tấm plane kéo sang. Kéo sang đây. Xong remove tất cả lưới đi. Tắt chuẩn 1 về. Convert. Nhớ tắt nhớ tắt Vietkey đi nhé. Kéo nó sát vào đây. Kéo cái này thấp xuống này. Cái này sẽ kéo thấp xuống tầm này. Ta xem nó ở tầm nào nào. Đấy, tầm này đi. Tầm 4 cạnh của nó kéo lên. Để tạo ra phần thành ấy. Nó lên đúng không? Ship nhé, giữ ship, kéo lên. Giữ ship này, kéo lên gióng nó vào đây này. Rồi bây giờ sẽ là cái phần làm nước 4 này. Detach cái này ra, một cái khác, detach này. Rồi bây giờ dùng một cái lệnh đấy là lệnh noise. Ấn chữ N, nó sẽ ra noise này. À quên thêm, chết quên. Phải connect thêm nhiều lưới nữa. Để tầm 50. Dọc cũng 50 lưới. Rồi bây giờ mình sẽ dùng lệnh noise. Rồi. Lệnh noise này thì mình sẽ chỉnh theo trục thôi. Trục Z này. Đấy. Noise là nó sẽ làm những cái đường nhiễu, đúng không? Scale này mình cho nó thấp xuống. Còn cái trục Z này mình để cho nó cũng thấp xuống. Tại vì cái mặt nước ấy nó chỉ hơi sóng thôi mà. Đây, sóng theo chiều ngang. Đúng không? Phần kính bên trong thì ALTX đi, cho trong suốt bên trong. Cái ghế này nhé, các bạn có thể kéo ở trong cái bài thực hành mà đợt mình đã gửi. Hoặc là các bạn có thể vẽ ghế ra. Đây, là xong cái phần này được rồi đúng không? Đợi chút để xem cái này. Sao lại bị trùng bề mặt. À. Nó trùng bề mặt tại vì đây, đợi chút này. Đợi, chọn cái này. Insert nó đi. Mình chỉ chọn những cái bên trong thôi. Chọn những cái bên trong này nhé. Chọn những cái bên trong. Thì bây giờ nếu các bạn chọn tất cả này thì nó chọn cả tất cả bên ngoài. Các bạn xem này, chọn cái bên trong này rồi nhé. Các bạn ấn Ctrl Y thì nó sẽ chọn đảo ngược. Đấy, nó sẽ chọn đảo ngược lại những cái bên trong này. Những cái bên ngoài mà mình không chọn ấy, đấy nó sẽ chọn đảo ngược. Bây giờ các bạn chỉ cần xóa lên những cái này đi là xong. Ấn Hide All đi. Đấy, đúng không? Thì nó không bị lỗi về mặt như vừa nãy nữa. Giờ mình chuyển sang Clay. Xóa này đi. Xóa cái ngói cũ rồi đi này. Các bạn Ctrl X. Bật P lên. Các bạn muốn làm nó vào như này nhé. Giữ phím Ctrl và Alt. Giữ cái chuột giữa con lăn trỏ ấy. Giữ nó xuống. Xong di chuyển chuột. Lên xuống thì nó sẽ được như thế này, đúng không? Bây giờ mình sẽ về mặt phân này, đặt cam này. Chọn vào cái này để lấy điểm gốc này. Đấy, mình sẽ chụp. Không, mình sẽ chụp lại. Những cái phần này nhé, các bạn sẽ chỉnh thêm nhé. Mình chỉnh qua thôi. Những phần này mình sẽ kéo thêm một chút để cho nó tạo một cái độ cong lên đây luôn. Rồi đây, là xong. Ừ, xong rồi đúng không? Cái này đang bị cao quá này. Cái này đang bị cao quá thì kéo nó thấp xuống thôi. Tôi xem nó đang bị cao cái nào nhé. Đây, xóa này đi. Đây, nó đang bị cái này này. Đang bị cái này cao lên này. Các bạn remove này đi. Remove. Remove thêm cả cái này luôn. Là được.
Còn cái bề mặt mà các bạn nó kiểu như là đây nó đang bị lỗi bề mặt kiểu như này. Rồi mình sẽ nối cái phần góc này. Đây, nối thế này. Rồi cái góc bên ngoài cổng này, nối nó vào thì nó sẽ được. Cả cái này cũng bị thiếu này. Nối nó vào, xít vết đúng không? Ở đâu? ALTZ nó sẽ nối vào. Đây khi cái bề mặt mà nó như này này, nó bị phồng như này này, các bạn chọn 4 này, chọn tất cả này. Vào cái bảng cuối cùng đây. Chọn vào đây, Clion. Đấy, là nó sẽ phẳng luôn. Nó sẽ phẳng như này. Cái này thì mình chỉnh lại thôi, mình chỉnh nó sát về đây. Chỗ này cũng thế, chỉnh nó sát về đây là được. Để bấm lên xem còn bị lỗi đâu không. Đây, nó xong cái phần máy vòng này rồi nhé. Đây, xong rồi. Các bạn chụp bài xong gửi file lên nhé, để mình còn check. Chúc các bạn làm bài vui vẻ. Bye bye.